Búp bê là một cô bé nghèo phải kiếm sống bằng nghề dây chai. Trong lúc cô đang làm việc thì bỗng một âm thanh vang đến thu hút sự chú ý của cô. Mọi người ơi, mọi người ơi, lại đây, lại đây. Đồ dơ bẩn. Hãy tham gia thử thách hóa trang nàng tiên cá. Và người chiến thắng sẽ giành được chiếc cúp vô cùng quý giá. Con muốn tham gia. Con không đăng ký nữa. Con đăng ký, con đăng ký. Để hoàn thành thử thách. Chúc các em thi tốt nha. Và bây giờ cuộc thi sẽ bắt đầu. Và thế là cuộc thi bắt đầu. Tuy điều kiện có khó khăn hơn các bạn khác, nhưng búp bê không hề nản chí chút nào. Bằng trí thông minh của mình, búp bê đã tận dụng hết tất cả những vật dụng rẻ tiền mà cô có để hóa trang. Trong khi đó, cả Barbie và Susie đều được trang bị những đồ dùng trang điểm vô cùng đắt tiền. Phần trang điểm, các cô gái liền chuyển qua bước tiếp theo, đó chính là thiết kế trang phục. Yeah.
Xuất sắc luôn á. Wow, ai cũng là những nàng tiên cá vô cùng xinh đẹp. Trời ơi, cậu nhìn đẹp quá à. Để coi mày thắng bằng cách nào. Làm gì vậy? Tao sẽ không cho mày thắng. Lê Lê, đến giờ rồi. Phải làm sao bây giờ? Và tiết mục đầu tiên, xin mời Suzy. Cảm ơn phần trình diễn của em. Và bây giờ là kết quả. Mình phải xử lý chiếc đầm này. Bằng ý chí sắt thép của mình, búp bê quyết định không bỏ cuộc. Cô liền bắt tay vào thiết kế lại chiếc váy của mình. Nhỏ đó không thể thắng được tụi mình đâu. Wow. Đã chứng minh được rằng chỉ cần nhờ vào tài năng mà không cần bất kỳ thủ đoạn nào, cô vẫn có thể giành chiến thắng.
nghèo. Nhìn hấp dẫn quá ha. Chắc là phần thưởng cao lắm á. Chị bà có muốn tham gia không? Để coi. Xin chào mọi người. Hãy tham gia cuộc thi hóa trang thành nàng tiên cá để nhận được phần thưởng là chiếc vương miện lung linh này, và sẽ đạt được danh hiệu nàng tiên cá xinh đẹp nhất. Mình nhất định sẽ giành chiến thắng và lấy cái vương miện này. Và Búp Bê vô cùng khoái chí khi tưởng tượng ra mình là người chiến thắng cuộc thi. Hả? Hả? Và đây là Barbie, con nhà giàu. Hả? Barbie bắt đầu. Xin mời quý khách chọn kiểu tóc. Có vẻ như Barbie đã chọn được kiểu tóc tiên cá cho mình rồi. Nào, bắt đầu tiến hành thôi. Ủa, sao không được nhỉ? À, thành công rồi này. Đẹp quá cô chủ ơi. Còn bây giờ là phần trang điểm nha. Đẹp, đẹp lắm cô chủ ơi. Đẹp, đẹp, đẹp lắm cô chủ ơi, đẹp lắm à. Vậy là màn hóa trang của Barbie đã thành công rồi. Bây giờ chỉ cần chọn trang phục nữa thôi. Bây giờ là đến phần hóa trang của búp bê nha. Đầu tiên là phải xử lý đống mụn nhọt này đã. Và búp bê đã tìm ra cách rồi. Sò để làm gì vậy nhỉ? À,
thì ra là để làm phấn trang điểm. Dùng màu đỏ của quả lựu để làm má hồng nè. Trang phục thiên cá cho chính mình rồi. Không ngờ rằng búp bê có thể tự hóa trang cho mình trở thành một nàng tiên cá vô cùng xinh đẹp. Sự xinh đẹp của búp bê khiến cho Barbie vô cùng ganh tị. Thế là cô bé liền nghĩ ra cách để phá búp bê. Vô cùng nguy cấp, thế nhưng búp bê cũng đã tự sửa trang phục tiên cá của mình và sẵn sàng để biểu diễn. Và bây giờ là phòng biểu diễn của búp bê con. Yes.
người chiến thắng là Búp Bê. Nó đáng chết. Vào một đêm trăng tuyệt đẹp, nàng tiên cá Marina đã quyết định lên đất liền dạo chơi. Qua chiếc ống nhòm thần kỳ, Marina bắt gặp Mike và Búp Bê đang chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Và thế là nàng tiên cá Marina đã đem lòng cảm mến Mike. Cô bé liền nghĩ ra một cách để tiếp cận Mike. Cùng theo nàng tiên cá Marina lên đất liền dạo chơi nhé. Marina hào hứng kết bạn, thế nhưng Mike lại tỏ ra vô cùng hoảng sợ trước ngoại hình của cô bé. Này, mình có cách này nè. Cách gì vậy? Đi theo mình nha. Đi thôi. Nhưng mà không sao đâu, Marina ơi. Đã có Búp Bê đây rồi. Cùng theo chân hai bạn nhỏ để xem Marina thay đổi ngoại hình như thế nào nha. Wow, phòng của bạn đẹp quá à. Đầu tiên là vứt đi những thứ không cần thiết nào. Theo là giải quyết đám mụn nhọt khó ưa này thôi. Chỉ cần dùng một xíu lực là tất cả sẽ được giải quyết. Bây giờ cùng nhau đắp mặt nạ thôi. Chỉ cần trộn một ít nghệ tươi cùng với mật ong tự nhiên, bạn sẽ có ngay một làn da tuyệt đẹp. Được rồi, bây giờ là đến phần đám violon khó chịu này nha. Mọi thứ đã xong. Bây giờ đến phần trang điểm cho thật là xinh đẹp nào. Tụi mình đi thôi.
Các bạn ơi! Xin chào mấy bạn. Mình là Marina. Marina. Không sao. Khan quá à, nhà Marina đó. Ủa, Marina cứu mình thiệt sao? Mình cảm ơn nhiều nha. Cho mình làm bạn nha. Tuyệt vời. Một cô gái mọt sách, học giỏi nhưng lại xấu xí. Cô thích thầm Jack, một anh chàng đẹp trai và giỏi giang ở trong trường Mona. Yêu lắm, thương lắm mà xa lắm, chứ đau lắm. Ai buồn, ai buồn, em buồn vì Jack. Cô Bé đã cảm nắng Jack từ lâu nhưng vẫn chưa thổ lộ. Nhưng hôm nay, Búp Bê đã không thể nào giấu giếm được tình cảm thâm kín của mình đối với Jack. Mỗi khi nhìn thấy Jack, trái tim của Búp Bê đập loạn nhịp cả lên. Là bạn trai của mình nha. Là bạn trai của mình đi. Trời ơi, cái gì vậy? Là bạn trai của mình đi mà. Trời, không có được đâu. Buồn bã, Búp Bê chợt nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ chiếc hộp gỗ cũ kỹ. Búp Bê tò mò mở chiếc hộp ra. Bên trong là hai con búp bê Barbie và nàng tiên cá. Bỗng hai con búp bê lóe sáng và biến thành người. Họ chính là những nàng tiên đã bị phù phép và bị nhốt trong hộp gỗ này nhiều năm. Chào bạn nghe. Hai bạn nhìn quen lắm nè. Bạn là nàng tiên cá đúng không? Đúng rồi. Còn bạn là búp bê Bobby. Cảm ơn bạn đã cứu tụi mình nha. Tụi mình phải làm gì để trả ơn bạn đây? Vậy mấy bạn có thể làm cho mình đẹp hơn được không?
để Jack có thể khoái khoái mình hơn xíu. Ok. Để bày tỏ lòng biết ơn với búp bê vì đã giải cứu họ, Barbie và nàng tiên cá đã quyết định giúp búp bê thay đổi diện mạo để chinh phục trái tim Jack. Nên một cuộc biến đổi đặc biệt cho búp bê, biến cô trở thành một phiên bản mới hoàn toàn theo phong cách Barbie, kết hợp với vẻ ngoài quyến rũ của nàng tiên cá. Từ tóc tai tới trang điểm và trang phục, búp bê trở nên lộng lẫy và quyến rũ hơn bao giờ hết. Đẹp không? Wow, đẹp quá. Hơi đẹp, hơi đẹp. Đẹp chứ mà đẹp chừng là trời. Đến thôi. Let's go. Gói này. Wow, hay quá nhở. Tới lượt bạn rồi đó. Cuối cùng, búp bê đã có thể tự tin xuất hiện trước mặt của Jack với một diện mạo mới. Hẹn hò với mình nha. Ok. Sự thay đổi đột ngột và sự tỏa sáng của búp bê khiến cho Jack ngạc nhiên và đầy thán phục. Trái tim của anh chàng đẹp trai này đã không thể chống lại được sức hút của búp bê trong vẻ bề ngoài mới lạ và quyến rũ.
Hôm nay trường Bona tổ chức một cuộc thi nhảy để tìm ra tài năng nhí tương lai. Chào mừng các thí sinh đến với cuộc thi tìm kiếm tài năng nhí. Mời em John. Yay! Có lắm. Có vẻ như là John đã mở đầu cuộc thi không mấy thuận lợi ha. John, em bị loại. Thế lực em đó Suzy. Suzy là một cô bé nhà giàu, tính tình kiêu ngạo và thường hay tỏ ra khinh thường búp bê. Suzy bước lên sân khấu vô cùng tự tin và chuyên nghiệp. Xuất sắc luôn. Em được vào trong. Chúc mừng em. Yay. Em cảm ơn cô. Búp bê, tới lượt em đó. Dạ. Búp bê cũng không hề kém cạnh, thể hiện vô cùng tự tin và chuyên nghiệp. Wow. Mười điểm. Yes, yes, đậu rồi. Chúc mừng búp bê và Suzy đã lọt vào vòng chung kết. Hai em nhớ là phải chuẩn bị thật kỹ nha. Dạ. Nghèo như mày không có cửa cạnh tranh với tao đâu. Vì búp bê và Suzy cùng lọt vào vòng chung kết, cho nên búp bê vẫn là một cái gai trong mắt của Suzy. Ok, yay. Với tìm kiếm tài năng nhí vòng chung kết. Chào mọi người. Vòng 1. Một tràng pháo tay cho tiết mục đầu tiên của Suzy. Để tao xem tí nữa mày làm được gì. Suzy nhìn búp bê với khuôn mặt tự đắc và tự tin bước lên sân khấu biểu diễn. Ừ.
điểm. Wow, quả là một phần thi ấn tượng. Vì thế, Suzy nhận được rất nhiều lời tán thưởng từ mọi người. Xin mời tiết mục tiếp theo của Búp Bê. Vâng, đó chính là Búp Bê. Vẫn là phong thái tự tin bước lên sân khấu. Còn gì để chê nữa, em xứng đáng 100 điểm. Hả? Vì Búp Bê đã nhận được số điểm cao hơn, điều này đã làm cho Suzy ganh ghét Búp Bê hơn nữa và ra tay để phá hoại. Chương trình tìm kiếm tài năng nhí đã đi tới vòng quyết định. Vòng 2. Suzy đang thể hiện phân thiết của mình thì cũng tranh thủ hại Búp Bê bằng cách là đổ keo ra đầy sàn nhà. Chính với điểm dành cho Suzy. Em cảm ơn. Bỏ cuộc còn kịp đó. Tới nè. Ủa, Búp Bê, nhảy đi em. Nhảy đi, nhanh lên. Đến lần thi của mình, Búp Bê không tài nào nhấc chân lên được. Trong tình thế nguy cấp, Búp Bê đã nảy ra ý, nhảy sáng tạo và xuất sắc hoàn thành phần thi của mình. Điểm dành cho Búp Bê. Xin chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn cô. Búp Bê, Búp Bê, Búp Bê, Búp Bê. Alo mẹ, sao giờ con chưa về nữa hả? Dạ, con đã về nè. Nhanh lên cho mẹ nghe chưa? Quy phải gấp rút về nhà. Búp Bê không chú ý nhìn đường và đã cán phải cục đá. Chiếc xe đạp của cô lập tức chao đảo và mất kiểm soát. May mắn thay, cảnh cam này ngồi bên đường và vô tình nhìn thấy. Cô lập tức ra tay giúp đỡ Búp Bê. Không có gì đâu mà. Chào cậu nha. Cậu tên gì vậy? Mình là bọ cánh cam. Còn mình tên là Búp Bê. Nhà cậu đâu vậy? Mình không có nhà. Hay là cậu qua nhà mình chơi đi. Đi thôi.
chào cô. Ai đây? Mẹ ơi, đây là bọ cánh cam, bạn mới của con. Trời ơi, tại sao con lại đưa cái con nhỏ dơ bẩn này về nhà vậy hả? Mẹ, bé không có nhà cho bé ở lại đây đi. Không, đi ra ngoài. Đi. Mẹ, đừng mà mẹ. Cô ơi, cho con ở lại đi mà. Đi. Cô ơi, đi chỗ khác đi. Cánh cam, con đi vô nhà đi. Vô nhà. Con chỉ đợi trong phòng nghe chưa? Đợi mình một xíu nha. Không bỏ cuộc, búp bê ngay lập tức nghĩ ra một kế hoạch để lén lút tuôn cánh kem vào nhà mà không để mẹ cô biết. Ngay lập tức đi theo sự chỉ dẫn của búp bê và kế hoạch của họ đã thành công. Vào đây. Phòng của cậu đẹp quá vậy. Sợ mẹ của cậu lắm. Là nơi cô thỏa sức làm những điều mình yêu thích mà không bị mẹ cấm cản. Bánh của con nè. Ủa búp bê, con đâu rồi búp bê? Búp bê. Dẫn cái con nhỏ đó về nữa. Mẹ dạ ơi, con xin lỗi, con xin lỗi. Đi ra ngoài. Không, đi. Cánh cam. Mẹ, đi vô nhà cho mẹ. Còn con, biết. Không, đi đi. Đi chỗ khác. Ha 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 ha!
Tận dụng lúc búp bê và mẹ của cô ấy không tập trung, tên trộm liền lén đột nhập vào nhà. Wow. Con ở lại đây với cô và búp bê nha. Bằng sự thật thà và dũng cảm của mình, Cánh Cam đã chiếm được tình yêu của mẹ búp bê. Và kể từ đó họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Hôm nay đã là sinh nhật của mẹ Emma rồi. Thế nhưng cả búp bê và Mai đều chưa thể chọn được quà gì để tặng cho mẹ. Hai bạn nhỏ cùng phát hiện có một chiếc túi xách thật là hợp với mẹ Emma. Chào các con. Các con muốn mua chiếc túi này đúng không? Chỉ với 400 đô thôi, xin mời. Không có tiền hả? Đi ra chỗ khách đi. Mình sẽ kiếm tiền mua quà cho mẹ. Bóng đây, bóng đây, có ai muốn bóng không nè? Trời, con muốn bóng đi, đẹp lắm đó con. Búp bê chọn bán bong bóng để kiếm tiền mua túi xách tặng mẹ. Còn Mike, cậu bé cũng chọn bán bong bóng. Thế nhưng cách của Mike có vẻ hiệu quả hơn rồi. Hmm.
Lần sau mà còn như vậy nữa, chết với tao như mày. Đây, cảm ơn nha. Anh Mai giỏi quá à. Em không sao là tốt rồi. À, bây giờ tụi mình cùng nhau kiếm tiền đi. Yeah.
Cảm ơn tụi con, hai đứa thiệt là giỏi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Chú ấy kìa. Mẹ Emma nghèo. Hai mẹ con nhà Emma và búp bê có cuộc sống nghèo khổ, mưu sinh bằng việc nhặt ve chai để sống qua ngày. Búp bê. Cảm ơn mẹ. À, còn đây là mẹ Katie vô cùng giàu có. Vì luôn được sống trong cảnh đủ đầy và giàu có, vì vậy họ luôn tỏ ra khinh miệt những người có cuộc sống nghèo khổ như gia đình của Emma đây. Xem nè, cách mà mẹ Lily gây sự với mẹ Emma đây. Ngon miệng nha. Không hề chịu để mình bị ức hiếp, mẹ Emma cũng ra sức phản đòn. Ú là trời. Còn tới công chuyện với tôi. Sao vui vẻ không quả bạn ơi? Ai biểu cô kiếm chuyện với tôi trước chi? Ném đồ gà vô người tôi nữa chứ. Thì ra là cô chọn cái chết. Hai bà mẹ bắt đầu lao vào cấu xé nhau, không hề có một chút thương tiếc. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ ơi, mình tỉnh đi mẹ. Mẹ ơi. Hình ảnh khó coi này đã lọt vào tầm ngắm của hai tên bắt cóc Eric và Dante. Đối tượng mà bọn chúng đang nhắm đến là búp bê và Susie. Và cả chiếc xe này nữa. Cũng kiếm được bộn tiền đó chứ. Không hề có một động tác thừa. Nhân lúc sơ hở của hai bà mẹ, bọn chúng đã thành công bắt hai cô bé đi. Hey Lily. Chào anh. Giờ tụi mình phải làm sao bây giờ? Chia ra đi tìm tụi nhỏ nhanh lên. Tới lúc này cả hai bà mẹ mới cuống cuồng đi tìm con của mình. À, anh ơi, anh có thấy cô bé này đâu không? Không biết chị ơi. À, nàng tiên cá ơi. Quả sĩ ơi, cho tôi hỏi một chút, bác có thấy cô bé này đâu không ạ? Bộ không có thấy tụi đang vẽ hay sao? Đi lẹ đi. Ha 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 ha! Huh?
Cái gì mà vô duyên quá vậy? Ali ơi! Ali! Thấy gái rượu của tôi đâu không? Không có thấy đâu hết. Dù đã tìm đủ mọi cách và tìm ngày tìm đêm, nhưng cả hai bà mẹ đều vẫn chưa tìm thấy Suzy và búp bê ở đâu cả. Suzy! Búp bê! Suzy ơi! Lúc này, búp bê và Suzy đã bị hai tên bắt cóc đưa về nhà hoang, bắt trói lại. Ừ, cho nó ngậm miệng lại con đi, tao đang nướng thịt mà. Để đi chung đi. Mẹ ơi, cứu con với. Hai bà mẹ vô tình nghe thấy tiếng kêu cứu của con nên đã phối hợp bàn kế hoạch để giải cứu. Sơ hở bắt người là sao? Sơ sẩy bị bọn chúng nắm cán nên cả mẹ Katie cũng bị bọn chúng đánh tơi tả rồi. Mẹ ơi, cứu lên, cứu lên. Thả con gái tôi ra. Wow, mẹ ba ra đòn quá đỉnh đúng không nào? Đánh ông đi mẹ, cố lên mẹ ơi! Mẹ ơi, cố lên mẹ ơi! Cố lên! Quân đã! Đã bị mẹ Emma đánh gục rồi. Nè, cô gọi cho cảnh sát đi. Cảm ơn vì đã cứu hai mẹ con của tôi nha. Xin lỗi vì đã khinh thường chị. Không có sao, tụi nhỏ an toàn là được rồi mà. Suzy, kể từ giờ mình là bạn nha. Của em ạ, của em ạ.
nhìn thấy Henry có máy chơi game mới thì thích thú muốn đến chơi cùng, nhưng Henry không cho. Bỗng mét, một đàn anh khóa trên ngông nghênh đi đến và trấn lột đồ của Henry. Búp bê đã chứng kiến tất cả, thích thú và quyết định học theo Matt. Sau đó, búp bê lên đồ, make up, làm tóc và dán hình xăm giả để trông giống như một kẻ bắt nạt thực thụ. Dường như đã có đối tượng để trấn lột rồi đây. Trấn lột đồ của người khác thì khuyên can, nhưng mà búp bê không nghe. Búp bê vẫn tiếp tục ra đường lấy đồ của các bạn nhỏ hơn mình. Đang thỏa mãn và thích thú vì sự trấn lột của mình, búp bê chợt nhìn thấy một cây kem ngon lành trên tay của Ben. Tưởng đâu Ben cũng là một đứa bé thì nhào tới giật lấy cây kem. Đứng dậy, cởi áo ra ném xuống, lộ ra là một người lớn cao to, cơ bắp cuồn cuộn, xăm trổ, khiến cho búp bê bất ngờ và sợ hãi. Đến lúc mà búp bê muốn bỏ chạy thì đã không kịp nữa rồi. Làm hư cái áo của ta, còn hư luôn cái kem của ta nữa. Dạ con biết rồi, con biết rồi. Nhưng mà từ từ nha chú. Được rồi, đưa em. Xin lỗi. Đúng là giỏi nha. Búp bê, cậu có làm sao không? Mình
con xin lỗi vì đã trấn lột người khác nha. Đâu gì đâu, cậu biết lỗi là tốt rồi nè. Mẹ ơi, mẹ, lớn lắm rồi. Hả? Con tẩy bài đi với cô nào á. Thiệt hả? Mẹ đi theo con nhanh lên. Ba kìa mẹ. Harry, làm bạn gái anh nha. Emma là một cô gái hiền lành, chân thành nhưng lại có thân hình hơi mập mạp. Jim thì lại là một anh chàng đẹp trai, nhưng anh ấy chỉ quan tâm tới vẻ bề ngoài mà thôi. Chính vì vậy, Jim đã bị mê hoặc bởi ngoại hình xinh đẹp của Harry. Tự soi gương lại đi. Ăn thì nhiều, xấu, nhìn giống như là một con heo vậy đó. Ai mở với con cho nổi. Chim, đừng có bỏ em. Thôi, không có Chim thì sẽ có người khác. Đi uống trà sữa anh ấy. Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ giúp mẹ giảm cân mà. Mẹ, mẹ nhất định phải có cái dáng bò lem này. Đồng hành trong quá trình giảm cân của mẹ Emma luôn có Mai bên cạnh, động viên và cổ vũ tinh thần cho mẹ. Mẹ ơi, cố lên, cố lên, cố lên mẹ ơi. Mẹ không được bỏ cuộc, mẹ phải cố gắng lên với cái thân hình bốc lửa đó mẹ. Tự soi gương lại đi. Ăn thì nhiều, xấu, nhìn giống như là một con heo vậy đó. Ai mở với con cho nổi. Mai luôn ở bên cạnh động viên và chăm sóc mẹ. Mai thiết kế cho mẹ Emma một chế độ ăn uống lành mạnh, đúng giờ, tập luyện đều đặn phù hợp với cơ thể. Mà
Mai cũng là người giúp đỡ mẹ vượt qua những khó khăn trong quá trình giảm cân. Cố lên mẹ ơi, cố lên. Xuất con cho bà sắc mẹ ơi, hay quá hay quá. Mẹ, con cho mẹ coi cái này nè. Nhờ sự tập luyện chăm chỉ và sự giúp đỡ của Mike, Mai đã giúp được mẹ vượt qua được giai đoạn khó khăn trong quá trình giảm cân. Giờ đây, Emma đã có một ngoại hình vô cùng bắt mắt, tự tin hơn, khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn. Wow, đẹp quá mẹ ơi! Mẹ, đẹp thật sự luôn á! Anh vỗ lè lên! Nhìn đi. Thêm nhiều đèn gì anh hè. Lâu nữa. Anh khô máu à. Chào cưng nha. Yêu ngọ đi. Ngọ có nhiều tiền lắm. Sống hạnh phúc của Dream và Harry chỉ kéo dài cho tới khi Dream bắt đầu chán Dream vì anh ta quá nghèo. Harry đã bỏ Dream đi theo một người đàn ông giàu có khác. Harry! Harry! Đừng có bỏ anh mà! Bớt da trấn lại đi! Hả? Không có tiền mà bày đặt cô gái! Chia tay! Lúc này, Dream đau khổ vô cùng. Anh nhận ra mình đã sai khi bỏ rơi Emma. Emma! Mẹ! Emma, anh xin lỗi. Tha lỗi cho anh đi. Tôi đang không có thích nói chuyện với người phản bội. Mẹ ơi! Con nghĩ là ba biết lỗi của ba rồi. Mẹ tha lỗi cho ba đi. Tha lỗi cho anh đi mà, Emma. Anh biết lỗi của mình rồi, anh không dám gì nữa đâu. Mẹ, tha lỗi Emma, cho ba đi. Đừng bỏ anh đi mà. Mẹ, Emma. Thôi được rồi. Em tha lỗi cho anh lần này thôi đó. Hả? Thiệt hả? Anh cảm ơn em. Cảm ơn hai mẹ con nhiều nha. Anh cái nữa nha. Thôi thôi, hai đi, hai đi. Ok, hai cái, hai cái. Con cảm ơn. Mẹ đẹp ơi. Mình bán được quá trời tiền luôn này mẹ.
và Poppy, gia đình nghèo. Cuộc sống nghèo khổ của hai mẹ con Emma và Poppy vẫn diễn ra cho tới khi họ nhận được thông tin về cuộc thi tìm kiếm tài năng của thành phố Bona. Đây chính là một cơ hội rất lớn để Emma thể hiện tài năng nghệ thuật của mình. Heidi và Susie, gia đình giàu có. Nghèo khổ mà hai đòi đi thi chi vậy trời? Cô bắt ra vẽ lại dùng cái đi, tôi nhất định sẽ chiến thắng. Vậy thì để tôi chọc mắt lên coi cô làm trò cười kiểu sao. Nhận được thách thức lớn, Emma quyết định luyện tập chăm chỉ để tham gia cuộc thi. Poppy luôn ở bên cạnh và hỗ trợ mẹ của mình trong quá trình luyện tập. Poppy, bạn xin lỗi nha. Poppy. Cảm ơn chị.
Trời ơi, nó thiệt mà, đẹp ghê á. Gái tôi làm á, gái tôi á vậy. Cảm ơn nha. Mấy người thiệt là quá đáng. Mình thích thì mình nhích thôi. Hay ý kiến quá à. Bây giờ phải làm sao hả con? Mẹ ơi, con có cách rồi. Kiệt hả? Búp bê. Dạ. Nhất định mình sẽ thắng. Đúng rồi mẹ. Hai mẹ con Katie hãm hại, nhưng với sự nỗ lực và sáng tạo của mình, cuối cùng họ đã hái được quả ngọt. 100 điểm. Quán quân đó chính là Amber. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đi con. Đã chứng minh cho mọi người thấy rằng giá trị của mình không phụ thuộc vào tài chính, tất cả đều do lòng nhiệt huyết và ý chí kiên cường. Poppy là một người vô cùng thần tượng Elsa, nữ hoàng băng giá. Sau khi bị hút vào lỗ hổng không gian trên TV và xuất hiện ở lâu đài công chúa Elsa. Wow.
Còn đây là lâu đài băng giá của chị. Búp bê cảm thấy vô cùng thích thú với môi trường mới này. Chị Elsa, chị dạy em cách làm tuyết được không? Được. Elsa với khả năng tạo ra bông tuyết đặc biệt của mình đã nhanh chóng tạo cho búp bê một đầu bông tuyết trên trán. Điều này đã khiến cho búp bê có khả năng bắn tuyết giống như công chúa Elsa vậy. Chị ơi, giúp em với. Được rồi, chị sẽ giúp em. Người sớm sẽ là đồ ăn của ta. Trong khi hai người đang chơi đùa với tuyết thì phù thủy độc ác đã phát hiện ra búp bê qua một quả cầu tuyết ma thuật. Và ta quyết định bắt búp bê để ăn thịt. Người nói cái gì? Cái bà phù thủy xấu như cái hành tinh này, thả tôi ra coi. Thả ra. Ok. Ừ.
Nhưng nhờ vào sức mạnh đặc biệt của Elsa và sự thông minh của búp bê, họ cuối cùng cũng đánh bại được phù thủy độc ác. Elsa, chị có sao không? Chị không sao, nhưng mà em phải về nhà, ở đây nguy hiểm lắm. Dạ. Nhận quà và biểu lộ lòng biết ơn, búp bê được Elsa đưa trở về thế giới của mình thông qua lỗ hổng không gian trên TV. Búp bê trở về với những kỷ niệm tuyệt vời và một món quà đặc biệt từ lâu đài tuyết của công chúa Elsa. Chị Elsa, em sẽ nhớ chị lắm. Trên một con đường tại thị trấn Bona, có một tên đầu đường xó chợ đang đi lang thang với cái bụng rỗng tuếch. Một mùi hương thơm lừng từ đâu bay đến? Đó là từ đĩa gà rán này đây. Hắn thèm đến nhỏ dãi và không chần chờ gì mà bay đến chén luôn. Nhưng mà hắn có ngờ đâu, đĩa gà rán thơm lừng này là của một đại ca xã hội đen xăm trổ đầy mình, trông vô cùng nguy hiểm. Ôi trời, đau 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 đau. Ôi dạ, ôi dạ, trời ơi, khổ cái thân tôi quá. Bị đánh như tử, hắn lại đi lang thang và vô tình gặp phải bố Dream. Nhìn thấy bố Dream nhẫn vàng vòng vàng đeo khắp người khiến hắn nổi lòng tham. Hắn thừa cơ lúc bố Dream không cảnh giác mà ra tay làm việc xấu. Hắn đã thành công lột hết những đồ có giá trị trên người bố Dream.
nhưng có vẻ như bao nhiêu đó chưa đủ. Và thế là trong đầu hắn liền nảy ra một kế hoạch, đó là giả danh bố Jim để đột nhập vào trong nhà. Bước 1, giả danh thành công. Bước 2, tiến vào nhà. Oh, wow. Ngon lành luôn. Wow, kèo này thơm. Jim. Này anh. Jim. Em yêu. Cơm tối xong rồi, mình đi ăn thôi. Trời anh xíu nha, anh ra liền. Ba ơi, sao ba cứ đem mắt kiến hoài vậy? Ba bị đau mắt thôi cục cưng à. Được rồi, cả nhà mình ăn thôi. Ai kêu nấu ngon quá chị. Được rồi, ăn tiếp đi. Nào ăn đi. Người đã bị bắt. Không phải tôi. Ba ơi, chơi trò cảnh sát với con đi nha. Con gái, ba nói nghe nè, bây giờ ba bận quá trời bận luôn, con ra ngoài chơi với mẹ nha. Con chơi vui nha. Tên giả mạo đã vô cùng choáng ngợp trước những đồ vật có giá trị trong nhà và không thể nào bỏ qua chiếc két sắt này đây. Hắn đã dùng tất cả mọi cách để mở chiếc két sắt, nhưng có vẻ như tất cả đều không theo như ý hắn. Thế nhưng, có con mày két sắt, có ngày nó mở ra. Trong lúc tên giả mạo đang vô cùng thích thú với những gì mà hắn trộm được, thì bố Jim cũng đã tỉnh dậy từ cơn mê.
Đang vô cùng hoang mang thì bố Jim chợt nhớ đến những gì đã xảy ra trước đó. Anh phải đi ra ngoài lo việc cho công ty. Anh đi cẩn thận nha. Được rồi. Đồ giả mạo. Tao mới là thật nè, mày là đồ giả. Mày bắt nó xàm đi. Tao là người chồng, người cha của cái nhà này. Tao mới là người chồng của cha nè. Tao là Jim, mày giả mạo, mày có bằng chứng không? Tao là tao, cần gì phải có bằng chứng. Ai mới là con Jim đây? Đâu ba con? Đồ giả mạo! Ba ơi! Ba! Chuyện! Con gọi cảnh sát đi. Dạ. Hey. Vậy là cả gia đình Đức Bê đã thành công đuổi được tên giả mạo ra khỏi nhà mà không mất mát gì cả. Học sinh nghèo. Học sinh giàu. Búp bê và Barbie cùng nhau nhìn thấy một cuộc thi nhảy. Cả hai trở nên hào hứng và tò mò về cuộc thi. Chào mừng các bạn đã đến với vòng tuyển chọn của cuộc thi. Chú ơi, chú cậu ơi, muốn đăng ký thi. Chú ơi, cậu muốn đăng ký thi. Đăng ký cho con cái đi chú. Con cũng muốn đăng ký thi. Chú ơi, chú ơi, chú ơi, chú ơi, chú ơi. Xin mời các bạn thể hiện tài năng của mình. Bắt đầu. Wow! Hai bạn thật là tuyệt vời! Và đây,
chính là vé vào vòng chung kết. Mình nhất định sẽ giành chiến thắng. Cậu có nằm mơ cũng không bao giờ thắng được mình đâu. Cô chủ, cô chủ không nên hành hạ bản thân như vậy. Không được, con đã quyết tâm phải chiến thắng cuộc thi này rồi. Ôi là trời, Abby ơi, mình phải làm sao đây?
cậu nè. Bye bye. Ủa gì vậy? Búp bê. Giờ là phần trình diễn của búp bê. Phần trình diễn thật là tuyệt vời. Và bây giờ xin mời Barbie. Cô chủ, hỏi anh cô chủ ơi. Cô chủ, cô chủ, cô chủ, cô chủ. Để mình coi cậu làm được gì. Người chiến thắng đó chính là Barbie. Xin chúc mừng. Ah.
tiếng, được nhiều người vây quanh, mà lấy làm vô cùng thích thú. Đúng lúc đó, Mai nhìn thấy cỏ bốn lá may mắn, liền ngay lập tức cầu nguyện. Cỏ bốn lá. Ước sẽ trở thành người nổi tiếng, trở thành người nổi tiếng, trở thành người nổi tiếng, trở thành người nổi tiếng. Vậy thật khó ngờ, chỉ sau vài giây, điều ước đã trở thành hiện thực. Xin chữ ký nha. Wow. Ok. Đẹp rồi mọi người ơi, chạy qua chạy qua. Cô chủ, tới giờ chúng ta phải xuất phát rồi đó. Chào mọi người nha. Cố gắng làm tốt nha cậu chủ. Trở thành người nổi tiếng trong tích tắc. Thế nhưng Mai lại có một lịch làm việc vô cùng dày đặc. Chuẩn bị. Action. Con quá chật, sợ quá anh ơi. Làm gì thế đây? Tuyệt vời. Yeah. Quản lý, tôi đói bụng quá à. Ok. Thái độ như vậy thì chắc không phải đùi gà rồi. Tới giờ đi diễn rồi. Thôi không có đi đâu, tôi chưa có ăn gì hết mà. Sẵn sàng chưa? Được, ok. I can't see.
Làm việc của Mai khá vậy, lại chẳng được ăn uống đầy đủ. Mai đói quá, hóa cuồng, tâm trí mơ hồ. Nhìn tất cả mọi thứ đều hóa thành đùi gà, nên mới xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Tỉnh lại sau sự tưởng tượng kinh hoàng, Mai tự nhủ với lòng mình rằng hãy hài lòng với những gì mình đang có. Làm người bình thường là khỏe nhất. Đây là con lắc đường nha. Rồi, em hiểu chưa? Hiểu rồi đúng không? Học tiếp ha, học. Mấy bạn. Cô Sophia, một giáo viên nghèo khó, người luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt cho các học sinh của mình. Tuy không có nhiều tài liệu giảng dạy hoặc thiết bị hiện đại, nhưng cô Sophia đã luôn biết cách để truyền đạt kiến thức của mình bằng cách sáng tạo và làm cho học sinh của mình cảm thấy thoải mái nhất. Tuy nhiên, cách dạy học của cô lại thường khiến cho học sinh của mình cảm thấy nhàm chán, nên các bạn thường tìm cách để chế giễu và tạo ra những trò đùa không hay ho, chê bai cô một cách không có trách nhiệm. Cô về nhà mấy đứa. Dạ, em chào cô. Còn đây là Linda, giáo viên giàu. Chào các em. Cô Linda, một người giàu có, có một cuộc sống xa hoa. Cô không ngần ngại để thể hiện sự đắt đỏ và dùng các tài liệu và thiết bị tân tiến để dạy học. Điều này khiến các bạn học sinh thích thú và hâm mộ cô Linda vô cùng. Các em có thích khủng long không nè? Ủa sao vậy?
tiết học sau nha. Dạ, dạ. Bye bye. Tin khẩn cấp, người ta có một tên trộm đang ở nắp tại trường Dora. Mọi người nên cẩn thận. Ngay khi thông báo vừa dứt, Ben, một tên trộm nguy hiểm đã lẻn vào trường học Dora. Hắn ta đe dọa các học sinh trong lớp và yêu cầu họ được tất cả tài sản cá nhân của họ. Mọi người chú ý. Hiện tại tại trường Buda có một tên trộm đang nấp. Mọi người hãy cẩn thận. Học sinh của tôi. Đưa tiền cho tao. Đưa lên. Đưa cho tao tiền. Cô sẽ bảo vệ các em. Cái gì? Áo MC. Đừng có sợ mấy em ơi, đừng có sợ. Những tiếng hét lớn và tiếng cầu cứu bắt đầu vang lên khi mọi người hoảng loạn. Cô Sophia đã không ngờ ngại quay trở lại lớp học bảo vệ cho các học sinh của mình. Nhàn của cô Linda, cô Sophia và tất cả các bạn học sinh cuối cùng cũng đã hạ gục được tên trộm nguy hiểm Ben. Tự nhiên tôi bị bắt giờ. Sự việc này đã dạy cho mọi người một bài học quý báu nhất là đừng bao giờ khinh thường người khác, bất kể hoàn cảnh của họ ra sao. Cô Sophia ơi. Hả? Cho tụi con xin lỗi vì đã chọc phá cô nha. Đâu sao đâu. Cô Sophia, cho tôi xin lỗi vì đã khinh thường cô nha. Không sao, không sao trơn á. Chán sống với cô lắm rồi, không muốn tồn tại trong cái gia đình này cùng với cô nữa. Chia tay đi, làm chồng cái kiểu gì vậy? Chia tay đi. Chia tay, chia tay. Tôi không muốn sống với cô nữa. Ngày xưa cô tôi dễ vậy. Đủ quá rồi. Làm đơn lẹ đi. Ba đừng có cãi mẹ nữa mà. Tại mẹ con gây sự trước. Mẹ đừng có
thái độ lồi lõm không? Chú dạ không quạo đi mẹ. Không á. Jim và Emma đang đối mặt trong một cuộc cãi vã ác liệt, mặt đối diện với nhau với những lời nói đầy căm phẫn. Cả hai đều lên tiếng đòi ly hôn, để lại búp bê đứng giữa cuộc hỗn loạn. Không muốn gia đình bị tan vỡ, búp bê nghĩ ra một kế hoạch tinh tế. Cô bé quyết định tổ chức một buổi tiệc lãng mạn và trang trí một không gian ấm cúng. Đồng thời, búp bê nói dối Jim và Emma rằng đây là một dịp quan trọng để cả gia đình sum họp. Chúc ba mẹ làm quà vui vẻ nha. Mình quà em nha. Hả? Wow. Em đồng ý. Con. Sao vậy con? Con bị té xe. Hả? Rồi xe con sao? À, con sao không? Hả? Giờ con đang ở đâu vậy? Con bị. Giờ con đang ở đâu? Nói cho mẹ nghe nhanh lên. Búp bê, đừng có dọa mẹ nha. Búp bê. Ở đó. Bắt tới liền. Búp bê. Búp bê. Con có sao không? Búp bê, có đau không con? Hả? Cái gì vậy búp bê? Con không có bị gì hết á. Con chỉ muốn ba mẹ làm quà với nhau thôi à. Ai mà thèm làm quà chứ mấy người. Chắc luôn cần à. Đừng có cãi nhau nữa. Mọi chuyện có vẻ là đi xa hơn so với tưởng tượng của búp bê. Không hề có một bữa tiệc lãng mạn hay một không gian ấm cúng. Thay vào đó, họ lại tiếp tục cãi nhau. Búp bê cảm thấy thất bại và buồn bã, quyết định bỏ đi để tìm một chút không gian cho bản thân mình. Trong lúc đi lang thang, búp bê đụng phải Eric, một người đàn ông lạ mặt. Thầu xong mày rồi, mày tao công chuyện đâu. Con xin lỗi, con không có cố ý mà. Mày nói nhiều quá, mày đền tiền đi. Nhưng mà con nghe không hiểu hết trơn rồi. Mày không có tiền à, không có tiền là tao làm lớn chuyện luôn á. Không có tiền là tao bắt cóc mày luôn nè. Hả? Búp bê! Búp bê! Đó! Tại! Tức thiệt! Tại con hết á! Búp bê làm gì đâu mà tại tôi! Hả? Là mẹ như con chó! Nè nè nè! Bớt xà lo lại đi nha! Con gà đi! Trẻ của tôi! Trả xe cho tôi! Trả đây! Cái đồ ăn cưa bằng cam trả cái xe đây! Cho tôi mượn chút xíu nha! Rồi khi nào mày trả? Khi nào trả là biết à! Mọi thứ đã trở nên tồi tệ khi Eric bắt cóc búp bê với ý định đem bán. Hello, tao có mồi bén lắm nè. 10.000 đô. Trời, cô nói thiệt đó không? Wow.
ô cơ. Dài của búp bê nè. Ôi, đúng rồi. Cứu tôi với. Búp bê. Tiền treo là treo. Mày im lặng coi. Ba mẹ cẩn thận. Lý có gì nhanh à, quên hả? Jim và Emma ngay sau khi nhận ra được sự cố quyết định hợp tác lại để giải cứu cho búp bê. Cuối cùng, sau một cuộc đấu tranh khốc liệt, Jim và Emma đã thành công giải cứu được búp bê khỏi tay của tên Eric. Ba mẹ đúng là tuyệt vời. Búp bê, con sao không? Búp bê sao hết á? Búp bê, con có đau ở đâu không? Dạ, con khỏe ra ạ. Cảm ơn ba mẹ đã cứu con nha. Emma. Anh xin lỗi, mình làm quà nha em. Không có sao đâu, em cũng xin lỗi vì lớn tiếng với anh nha. Đứng lại. Bên kia. Đứng lại. Cho tôi mà. Anh ơi cho tôi phỏng vấn vài câu nha. Anh đẹp trai quá, đâu mà đẹp trai quá vậy, giỏi quá. Trời anh khỏe quá anh ơi, bắt cướp hay quá. Anh ơi cho tôi phỏng vấn xíu nha, cảm giác anh hiện tại như thế nào nữa. Anh ơi. Anh ơi khoan đi đã anh ơi, anh trả lời phỏng vấn đi anh ơi. Anh ơi anh cho chụp hình cái anh ơi. Chúng ta cùng làm cảnh sát thôi.
và Mai luôn ngưỡng mộ những người cảnh sát. Chính vì vậy, hai anh em đã hóa trang thành những chiến sĩ để bảo vệ công lý. Trong chuyến phiêu lưu đầu tiên, Búp Bê và Mai quyết định xông xáo đi bắt trộm. Mai, chúng ta phải bắt tên trộm này. Chung, ok. Có nhầm lẫn với ba Dream, hai anh em lủi thủi ngoài đường tiếp tục bắt trộm. Mai đã hành động ngay lập tức. Hey.
Ngu bắt nó Pepe và Mai có lẽ chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình sẽ đối đầu với băng nhóm tội phạm như vậy. Là tốt lắm tụi con. Tụi con làm tốt lắm. Sau này các con chắc chắn sẽ là cảnh sát giỏi. Họ nhận ra rằng không cần phải làm cảnh sát, bất kỳ ai cũng có thể đóng góp để làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Hiểu quá các con ơi, cho chú Hồng Dân chút đi. Mọi người, cảm ơn mọi người.